Thông điệp liên bang của Tổng thống Barack Obama năm nay diễn ra trong bối cảnh chương trình nghị sự của ông chủ Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2 vẫn còn ngổn ngang và 2014 được xác định là năm của hành động. Thành công của Tổng thống Obama trong năm 2014 sẽ phụ thuộc rất lớn vào cách hành xử khéo léo của ông với Quốc hội, cũng như trong việc thu hẹp mâu thuẫn sâu sắc giữa Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện và Đảng Dân Chủ nắm quyền chi phối Thượng viện. Theo hiến định, hàng năm Tổng thống Mỹ đều phải đưa ra thông điệp liên bang để báo cáo trước Quốc hội và toàn thể nhân dân Mỹ về tình trạng của liên bang. Tuy hình thức thể hiện có thể khác nhau, song đây đã trở thành hoạt động truyền thống qua các đời Tổng thống Mỹ, cho phép họ truyền tải thông điệp cũng như là tầm nhìn về các vấn đề trong và ngoài nước.